10 cây cảnh Việt Nam có giá triệu đô. Có giá bán tương đương hoặc gấp vài lần siêu xe Rolls Royce, nhiều người đã sưu tầm, chăm sóc những cây cảnh có tuổi đời hàng trăm năm với những thế độc nhất vô nhị. 1. Mâm xôi con gà. Mâm xôi con gà là cây xanh cổ thụ hơn 150 tuổi, có xuất xứ từ thôn Ngô Sài, xã Sài Sơn, Quốc Oai, thuộc Hà Tây cũ của dòng họ Phạm. Năm 1996, họa sĩ Đặng Xuân Cường, Cường họa sĩ, một nghệ nhân nổi tiếng ở đất Hà Thành, đã phát hiện, tìm mua và trực tiếp tạo dáng cho cây này qua nhiều tay của các đại gia chơi cây. Hiện mâm xôi con gà thuộc sở hữu của ông Nguyễn Nam Thành, Thành Vàng, ở Việt Trì, Phú Thọ. Tháng 4 năm 2012, siêu cây triệu đô của đại gia đất Việt Trì đã được lên trang bìa của tạp chí về nghệ thuật chơi cây cảnh bonsai BCI của Mỹ. Trong một triển lãm sinh vật cảnh, mâm xôi con gà được định giá 6 triệu USD, tương đương với 120 tỷ đồng. 2. Chiến thắng bạch đằng. Những cây tùng trong bộ tác phẩm Chiến thắng bạch đằng của doanh nghiệp Gia Phạm ở Hải Phòng, trồng trên thân cây gỗ sáo đen, được định giá hơn 70 tỷ đồng bởi sự mới lạ và sáng tạo. 3. Ông bụt. Ông bụt là cây tùng có tuổi đời hơn 500 năm, thuộc sở hữu của Phạm Văn Toàn, hay còn gọi là Toàn Đô La, ở Việt Trì, Phú Thọ. Cây còn được gọi là đại cổ tùng, liệt vào hàng có 102 trong làng sinh vật cảnh Việt Nam. Cây được định giá 1,2 triệu USD. 4. Trực quân tử. Cây xanh đại thụ thế trực quân tử của anh Phạm Hải Anh ở thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là cây trải qua hơn 4 đời và được định giá khoảng 25 tỷ đồng. Theo chủ nhân của cây xanh đại thụ này, 25 tỷ là giá mà khách mua cây từng trả cho gia đình anh. Tuy nhiên, anh chưa hề có ý định bán nó. 5. Giáng làng. Giáng làng là cây xanh có tuổi đời 200 năm, cây thuộc sở hữu của đại gia Toàn Đô La. Cây xanh này được anh mua trong Huế với giá 3 tỷ đồng từ mấy năm trước. Đến nay, đã có người trả giá 22 tỷ đồng nhưng anh chưa bán. 6. Quần long Phượng Vũ. Cây xanh quần long Phượng Vũ của công ty xây dựng Cường Thịnh Thi ở Ninh Bình có tuổi thọ trên 100 năm, được cho là độc nhất vô nhị và có giá là 1 triệu USD. 7. Tam đa. Cây xanh tam đa của ông Nguyễn Công Khanh ở thôn Vị Khê, xã Đền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là cây xanh có gốc cổ thụ, được định giá hơn 20 tỷ đồng. 8. Giáng thăng long. Đây là cây xanh của ông Hoàng Quân ở Thái Bình, đã có người trong Sài Gòn trả tới 60 tỷ đồng nhưng ông Quân không bán. 9. Đại thụ Văn Tùng. Cây xanh đại thụ Văn Tùng của nghệ nhân Lê Xuân Kỳ, ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ sinh vật cảnh Việt Nam, được định giá 10 tỷ đồng. 10. Phu thê. Cây xanh có dáng phu thê này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Gia Hiền ở Triều Khúc, Hà Nội. Tính đến giai đoạn hiện tại, cây xanh đã có tuổi đời hơn 100 năm. Trong Festival Cây Cảnh Nghệ Thuật tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, đây là cây cảnh duy nhất đạt giải vàng, và cũng trong festival, một đại gia khét tiếng ở Sài Thành dám bỏ ra 400.000 USD, tương đương với 6 tỷ Việt Nam đồng, để mua cây xanh này nhưng ông không bán. Ngoài ra, còn có rất nhiều những siêu cây khác như lão mai được định giá 19 tỷ đồng, cây xanh giáng long của Hội Sinh vật cảnh Hải Dương giá 7 tỷ, tác phẩm Long Cuốn Thủy của Hội Sinh vật cảnh Bắc Ninh có giá khoảng 1,4 tỷ, hay cây đa búp đỏ của ông Châu ở làng Triều Khúc, Hà Nội